Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp đã tập trung xem xét cho ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 đến 2025, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn từ 2021-2025 tỉnh Hưng Yên, tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 tỉnh Hưng Yên, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2023 và một số nội dung quan trọng như dự thảo nghị quyết ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021, quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, dự thảo nghị quyết giảm lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạm giao biên chế công chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023, giao bổ sung biên chế giáo viên và tạm giao biên chế, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2023. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu bổ sung thêm kinh phí hỗ trợ cho người nghèo, người không nơi nương tựa, người già cô đơn từ nguồn kết dư ngân sách và bố trí thêm phụ cấp cho chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng vào phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Đối với việc giao bổ sung biên chế giáo viên, các địa phương cần phối hợp với ngành nội vụ để thống nhất chỉ tiêu cụ thể theo từng bộ môn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Riêng cái đầu tư công giai đoạn năm 2022 thì tôi đề nghị tiếp tục từ nay đến hết tháng 12 thì các huyện phải giải ngân được tương riêng tiền trung ương thì hết 100%, cái này nó bất di với gì, không thể thay đổi được. Còn tiền tỉnh ở đây nhé, các đồng chí cố gắng được 80%, quyết tâm là giải ngân mức vốn đầu tư công giai đoạn năm 2022 ở mức cao nhất. Đối với tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đang chậm, không đạt mục tiêu đề ra nên cần phải đẩy nhanh tiến độ, vì đây là chỉ tiêu rất quan trọng trong nâng cao đời sống của nhân dân. Với năm 2023, mỗi huyện tối thiểu thêm 3 xã nâng cao. Vậy là ta có năm 2023, ta có 30 xã nâng cao. Người ta phấn đấu chỉ tiêu đó thì năm 2023 và năm 2024 ta còn có 30 xã nữa. Thì cả năm 24 ta xong. Thì đầu năm 2025, người ta đề nghị Trung ương, đề nghị Chính phủ là đề nghị là công nhận Hưng Yên là tỉnh hoàn thành tỉnh nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung còn lại được trình tại phiên họp, yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chú ý trình bày rõ ràng, cụ thể.